Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em đến kênh với kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc Phan ha. Có một số hoa mẫu đơn gồm có cam sữa đề lon, còn gọi là Mỹ Sen, Mỹ Cam. Giao lưu tới quý cô chú nha. Rồi chào chị Cúc. Dạ, chào anh Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay nhà con lên mặt hàng hoa mẫu đơn. Mong có cô chú anh chị ủng hộ cho con qua số điện thoại của con là 0703236412, cũng là số Zalo của con ạ. Con lên đầu tiên là phôi ạ, phôi chân vàng lá nhỏ ạ. Mã số 1. Đâm mầm hết rồi quý cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 22 ạ. Dạ, quanh này là 33. Phôi này nguyên một bệ nó chạy dài rồi quý cô chú anh chị. Giờ tới đây ha. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 1 là 500.000, bao ship bao sống trong vòng 1 tháng nữa chú anh chị. Rồi. Những cái phôi này về quý chú mình lên chậu dẻ mình cắt xương lên nha. Này mới cắt nhạo thôi. Phôi rất là già. Chiều cao là 38. Dạ, quanh này là 31 ạ. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 2 cũng đồng giá là 500.000 luôn ạ. Dạ, mã số 3. Lô này già nứt vào mè quý cô chú anh chị. Chiều cao là 40. Dạ, quanh này là 31 luôn ạ. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 3 cũng là 500.000 luôn ạ. Dạ, mã số 4. Bật mầm xanh này quý cô chú. Chiều cao là 33. Quanh này 30 ạ. Rồi giá luôn. Mã số 4 cũng là 500.000 luôn ạ. Đây là mã số 5. Chiều cao là 36. Rồi quanh này 30 ạ. Rồi. Rất là già quý cô chú anh chị. Rồi giá luôn. Mã số 5 cũng là 500.000 luôn ạ. Đây là mã số 6. Mã số 6, một cây cam sữa đài lon, còn gọi là Mỹ Sen đó quý cô chú anh chị. Dòng này có hai tên ha. Tên đầu tiên là cam sữa đài lon. Lá giống như lá mỹ hồng quý cô chú anh chị em. Rất là sai hoa nha. Chiều cao 1m1. Nó ngang 1m1 luôn ạ. Rồi, rất là đẹp. Cây này cốt. Là 13. Ghế ra trắng hết trơn ha. Dạ. Nó thang là 36 ạ. Rồi giá mã số luôn. Mã số 6 là 350.000 luôn ạ. Rồi. Đặc biệt bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị, gửi cây tặng nhà cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Mã số 7. Vẫn là một cây cam sữa đài lon, Mỹ Sen. Chiều cao 1m2. Cây một cốt thẳng đứng luôn. Cái ngang là 90 ạ. Quanh này là 10 ạ. Thân là 50 ạ. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 7 là 250.000, bao ship ạ. Dạ, mã số 8. Chiều cao 1m2 luôn ạ. Đá ngang là 87. Dạ, quanh này là 7 ạ. Phát thăng là 43. Dạ, mã số 8 cũng là 250.000, bao ship được. Dạ, mã số 9 cũng là Mỹ Sen luôn. Cam sữa đài lon. Chiều cao 1m2 luôn ạ. Cái ngang 77. Dòng này 8 ạ. Dòng này khỏe lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ, nó thân 50 ạ. Để là trắng ở trần. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 9 cũng là 250.000, bao ship luôn ạ. Dạ, mã số 10. Bông phấn siêu bông lá trung. Chiều cao là 80. Cái ngang là 75. Dạ, quanh này là 7 ạ. Phát thăng là 32 ạ. Dạ, mã số 10 cũng là 250.000, bao ship luôn ạ. Rồi. Mã số 11. Hai cây cặp cân với chú anh chị, hồng phấn siêu bông lá trung. Chiều cao là 80. Phát ngang là 83.
Cái quầy này là 7 luôn ạ. Cái thang là 30 ạ. Mã số 11 cũng là 250.000 luôn ạ. Cho mã số 12. Cây mỹ cam, kẹo nụ chân quý cô chú chị. Nó búp lên hoa quá xá luôn rồi. Chiều cao là 88. Cái ngang là 80 ạ. Dạ quầy này là 7 ạ. Cây này có củ đế nha quý cô chú chị, không có làm bầu. Dạ thuốc thăng 30 ạ. Dạ mã số 12 cũng là 250.000 luôn ạ. Cây mã số 13. Cũng là mỹ cam. Chiều cao 1m12 ạ. Cái ngang là 70 ạ. Sạch hoa sạch búp chân quý của chính chị. Dạ quà này 8 ạ. Này củ đế chưa làm nha. Dạ. Ở nó thăng là 45 ạ. Đây cái form nè. Lên hoa rực rỡ luôn. Rồi giá luôn. Dạ mã số 13 cũng là 250.000 luôn ạ. Dạ mã số 14. Mỹ cam. Chiều cao 1m07 ạ. Tán ngang là 69. Mỹ cam này cũng đỏ quý cô chú anh chị em. Hoa nó lên giống như lem màu ấy, nó bạch vậy nè. Dạ quà này 7 ạ. Rồi, nguyên cái nồi đế. Tài không giáp. Dạ số thăng là 40 ạ. Rồi giá luôn. Mã số 14 cũng là 250.000 luôn ạ. Đây mã số 15. Cây này quá xá nụ luôn à. Chiều cao 1m15 ạ. Tán ngang là 87 ạ. Mỗi đọt mỗi nụ luôn. Dạ quà này là 8 ạ. Cụ nở nha quý cô chú anh chị. Dạ. Số thăng là 42. Dạ mã số 15 cũng là 250.000 luôn ạ. Đây mã số 16. Chiều cao 1m1 ạ. Tán ngang 70 ạ. Dạ quà này 9 ạ. Số thăng là 50 ạ. Form này rất là đều và đang lên kẹo búp chân quý cô chú anh chị. Xá búp luôn. Rồi giá luôn. Mã số 16 cũng là 250.000 luôn ạ. Đây mã số 17. Chiều cao 1m1. Tán ngang là 77 ạ. Dạ quà này 8. Cây này củ nở luôn nha quý cô chú anh chị em. Củ chưa có khui hết nha. Dạ. Thoát thang là 47 ạ. Dạ mã số 17 cũng là 250.000 luôn ạ. Mã số 18. Vẫn là mỹ cam luôn. Cao 1m15 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Hoa nở to lắm nha quý cô chú anh chị. Lô này rất là mượt nha. Dạ quà này 8 luôn. Rồi, củ còn sâu ha. Dạ. Ở thân là 45 ạ. Lên hoa lên búp rồi. Quả xá búp luôn à. Dạ mã số 18 cũng là 250.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 19. Chiều cao là 1m ạ. Cái ngang là 72 ạ. Dạ quà này là 7 ạ. Cây này nhỏ mà có vỏ quý cô chú anh chị. Một tay cái củ đế nè. Dạ nó thăng là 49 ạ. Dạ mã số 19 cũng là 250.000 luôn ạ. Đây mã số 20. Chiều cao 1m5 ạ. Tán ngang là 89 ạ. Lùi đang lên phôm hoa quý cô chú anh chị. Kẹo hoa thôi. Dạ quà này 8 ạ. Cây này cũ cũng nở luôn. Số thang là 50 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 20 cũng là 250.000 luôn ạ. Cây mã số 21. Cây này cái phôm nó gom ha. Cái cam cũng đỏ hoa rất đậm nha. Chiều cao 1m5 ạ. Tán ngang là 60 ạ. Một cốt chân dài luôn. Dạ quà này 6 rưỡi ạ.
có thơ là 52 ạ. Dạ mã số 21 cũng đồng giá là 250.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 22. Chiều cao 1m2 ạ. Form có lên hoa nè, cực kỳ đẹp ha. Cái ngang là 70 ạ. Dạ bành này 6,5 ạ. Có thang 50 ạ. Dạ mã số 22 cũng đồng giá là 250.000 ạ. Mã số 23. Chiều cao là 80 ạ. Tá ngang 80 ạ. Lên búp rồi, quá xá búp luôn rồi. Dạ bệnh dưới này là 9 ạ. Rồi, cây này khui củ ra to nha quý cô chú anh chị. Dạ, thân 40 ạ. Dạ mã số 23 cũng đồng giá là 250.000 luôn ạ. Đây mã số 24. Chiều cao 1m7 ạ. Tá ngang là 86 ạ. Đây quanh này là 7 ạ. Có thân là 43 ạ. Dạ mã số 24 cũng đồng giá là 250.000 luôn ạ. Cây này thì không còn sót cái đọt nào hết trơn quý cô chú anh chị em ơi. Mì cam nó lên full hoa rồi, cực kỳ luôn. Chiều cao 1m2 ạ. Tá ngang là 97 ạ. Cây này về hay nó nở một cái là không thấy cái lá đâu hết trơn. Dạ bên này là 7,5 ạ. Củ nở, lô này củ nở. Dạ nó thân là 45 ạ. Dạ mã số 25 cũng là 250.000 luôn ạ. Dạ mã số 26. Cam lên hoa về là mới đỉnh rồi quý cô chú anh chị. Chiều cao 1m12 ạ. Tá ngang là 77 ạ. Giờ quanh này 8 ạ. Số thang là 30 ạ. Dạ mã số 26 là 250.000 luôn ạ. Dạ mã số 27. Chiều cao là 1m05 ạ. Tá ngang là 80. Cây củ đế ha. Dạ bên này là 7 ạ. Bé nguyên một tay của chú chị. Dạ mã số 27 cũng là 250.000 luôn. Còn mã số 28 là hợp đỏ. Chiều cao là 80. Tá ngang là 85 ạ. Vàng hường đột đỏ, dòng này cánh to quý cô chị, hay chạy sọc ha. Dạ quanh này 8,5. Cây này có củ đế mà chưa dọn nha. Số thân là 30 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 28 là 350.000 ạ. Hay mã số 29 ạ. Vẫn là vàng hường đột đỏ luôn. Chiều cao là 85 ạ. Tá ngang là 77 ạ. Đang đóng kênh búp tiếp theo nè quý cô chú anh chị em. Lô này nó về nó nở rực rỡ luôn. Dạ quanh này 10 ạ. À. Ở số thân là 30 ạ. Dạ mã số 29 là cũng là 350.000 luôn ạ. Dạ mã số 30. Chiều cao là 77 ạ. Tá ngang là 90 ạ. Dạ quanh này 10 ạ. Lô này tay cành nóng đặc. Dạ, số thân là 27 ạ. Dạ mã số 30 cũng là 350.000 ạ. Dạ mã số 31. Vẫn là vàng hường đột đỏ luôn. Chiều cao là 75 ạ. Dòng này cánh này vậy nè. Nó ngang là 86 cánh ạ. Cánh bầu ấy của chú anh chị, dòng vàng hường đỏ cánh bầu. Dạ quanh này là 9 ạ. Cây này củ đế một tay, giáp. Rồi giá luôn. Dạ mã số 31 là đồng giá là 350.000 ạ. Mã số 32, một cây trang vàng, lá nhỏ. Tàn tròn. Này thần bầu quý cô chú anh chị. Đó, chiều cao là 79 ạ. Tá ngang là 99 ạ. Tàn tròn mịn ha. Này về quý chú mình vô cái chậu lên cái đun.
Cây này rất là già. Quanh này là 17 rưỡi ạ. Rễ nó ra quý cô chú anh chị em. Trắng hết trơn. Thân khoảng 15. Rồi giá luôn. Dạ mã số 32 là 500 ngàn ạ. Tàn mịn tròn. Dạ mã số 33. Đúng là trang vàng lá nhỏ luôn, tàn tròn như trái banh. Chiều cao là 80 ạ. Tán ngang là 1m9 ạ. Dạ quanh này 16 ạ. Để ra trắng hết trơn quý cô chú anh chị. Cây này nằm trên bầu lâu rồi nha. Rồi. Dạ, số 33 cũng là 500 ngàn ạ. Đúng là trang vàng lá nhỏ luôn, tàn tròn, cây nằm bầu. Chiều cao 1m à. Tán ngang 1m1 à. Luôn này hàng khai thác với anh chị, già cây rồi. Ở ngoài này 16 à. Rồi, rễ nó ra nè. Này phải phân phân tất đi, thân nó già nứt cho me. Rồi giá luôn. Dạ mã số 34 cũng là 500 ngàn, cũng là cây clip ạ. Clip con chúc cô chú clip con kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và lựa nhiều cây đẹp và ủng hộ nhà vườn của con ạ. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi clip ha. Phát Thái TV cùng với nhà vườn kính chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại nha quý cô chú anh chị.